Thông tin chúng tôi vừa nhận được từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR sáng nay, ngày 10 tháng 8, Trà Vinh có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Dương Hải có 2 ca được phát hiện qua test nhanh kháng nguyên sàng lọc trong khu phong tỏa ấp Bà Giám A, xã Đông Xuân. Huyện Cầu Ngang có 2 ca ở ấp Ô Răng, xã Long Sơn, là F1 của bệnh nhân ấp Nô Công, xã Thuận Hòa, đã được cách ly trước đó. Như vậy, tính đến sáng nay, ngày 10 tháng 8, tỉnh Trà Vinh đã có 585 bệnh nhân COVID-19, đã điều trị khỏi 89 trường hợp, có 5 trường hợp tử vong. Hiện nay, toàn tỉnh đang cách ly tại cơ sở y tế 496 trường hợp, cách ly tập trung 3.104 trường hợp, cách ly tại nhà và nơi cư trú 5.485 trường hợp.